Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 8, sức mua tăng vọt, lại tăng dựng đứng. Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 8 trên thị trường thế giới tăng dựng đứng sau khi giảm mạnh trong tuần trước. Đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ suy yếu là yếu tố chính kéo mặt hàng kim loại này đi lên. Giá vàng trong nước, tính tới 8 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,80 triệu đồng một lượng mua vào và 57,80 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,70 triệu đồng một lượng mua vào và 58,47 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng chiều mua vào và tăng 1,95 triệu đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 17 tháng 8. Giá vàng thế giới, tới 8 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.988 USD một ounce, tương đương 56,3 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí. Giá vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.999 USD một ounce. Đêm ngày 17 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1,982 USD một ounce, vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York ở mức 1,987 USD một ounce. Giá vàng đêm ngày 17 tháng 8 cao hơn khoảng 30,3%, tương đương với 461 USD một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,1 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 450.000 đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 17 tháng 8. Vàng thế giới tăng dựng đứng sau khi giảm mạnh trong nửa cuối tuần trước. Đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ giảm mạnh là yếu tố chính kéo mặt hàng kim loại quý đi lên. Đồng bạc xanh giảm trong bối cục Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh New York cho biết hoạt động sản xuất tại New York giảm mạnh trong tháng 8 xuống còn 3,7 điểm so với mức 17,2 điểm trong tháng 7. Vàng tăng giá trở lại còn do giới đầu tư đánh cược theo tín hiệu từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, tỷ phú giàu thứ tư thế giới bất ngờ quyết định đầu tư vào vàng sau một thời gian chỉ trích mặt hàng này là loại hàng hóa không tạo ra giá trị. Dự báo giá vàng tuần tới, phố Wall và phố Man đồng thuận với xu hướng tích cực. Theo kết quả khảo sát của Kiko News, giới phân tích phố Wall và phố Man đều dự đoán giá vàng cao hơn vào tuần tới sau đợt điều chỉnh trong những ngày vừa qua. Kết quả dự báo giá vàng. Theo kết quả khảo sát của Kiko News, giới phân tích phố Wall và phố Man đều dự đoán giá vàng cao hơn vào tuần tới sau đợt điều chỉnh trong những ngày vừa qua. Tuần này, vàng đã chứng kiến mức giảm gần 200 USD từ 2.060 USD một ounce xuống dưới 1.880 USD. Kể từ đó, giá kim loại quý này đã ổn định quanh mức 1.950 USD. Theo ông Nabavi, giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng giá cho đến khi cuộc bầu cử ở Mỹ diễn ra. Trong tổng số 13 chuyên gia phố Wall tham gia cuộc thăm dò, 8 người, tức 61,5%, dự đoán giá vàng đi lên. Chỉ có 2 chuyên gia, chiếm 15,4%, cho rằng kim loại quý giảm giá, và 3 người, 23,1%, có quan điểm trung lập. Tại phố Man, 2.407 người đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến. Ông Afshin Nabavi, phó giám đốc cấp cao của công ty giao dịch kim loại quý MKSSA, cho biết việc xu hướng một chiều của vàng bị phá vỡ là một sự điều chỉnh tích cực, tạo đà để kim loại quý có thể bật tăng trở lại trên mốc 2.000 đô khi mà nhu cầu và các dữ liệu kỹ thuật của thị trường vàng vẫn còn cao. Trong số này, 1.439, tức 59,8%, nhận định giá vàng tuần tới tăng. 527 người, chiếm 21,9%, dự kiến vàng giảm giá, và 441 người, tức 18,3%, cho biết thị trường bình ổn. Tuần trước, một nửa số chuyên gia đã đúng khi dự đoán giá vàng xuống thấp. Tính đến thứ Sáu ngày 14 tháng 8, giá vàng tương lai trên sàn COMEX được giao dịch ở mức 1.944,50 USD, giảm 6% so với tuần trước, mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ tháng 7. Ý kiến của các chuyên gia về giá vàng.
ông Philip Strable, giám đốc chiến lược của Blue Line Futures nhận định, thị trường vàng đã chứng kiến rất nhiều người tham gia và mua vào trong tuần này. Ông Strable tỏ ra rất lạc quan về xu hướng tăng giá của vàng và cho rằng 1.900 USD và 1.874 USD là các mức hỗ trợ tốt. Đồng thời, nhiều khả năng kim loại quý này sẽ quay lại ở mức 2.000 đô. Ông Kevin Grady, giám đốc của Phoenix Futures and Options LLC cũng cho biết, môi trường vĩ mô rất ủng hộ vàng. Cụ thể, lượng thanh khoản khổng lồ do các ngân hàng trung ương đưa ra và môi trường lãi suất thấp đều là những yếu tố tích cực đối với giá vàng thế giới. Theo ông Richard Baker, biên tập viên của Eroka Miner Report, sự phục hồi khá nhanh của vàng từ mức 1.874,2 USD báo hiệu nhiều đợt tăng giá phía trước. Trong khi đó, ông Daniel Galley, chiến lược gia hàng hóa TD Securities, lưu ý, số lượng tài khoản bán lẻ đã tăng mạnh trong vài tuần qua, chứng tỏ sự gia tăng của các hoạt động đầu tư vẫn chưa giảm xuống, khiến giao dịch có thể trở nên quá tải. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Galley, những người mua sớm có phần dễ bị tổn thương. Mặc dù vậy, bức tranh tổng thể vẫn rất hỗ trợ thị trường vàng trong tương lai và mức 1.850 USD là mức vàng bắt đầu hấp dẫn trở lại. Giá vàng sau khi tăng lên đỉnh cao nhất từ trước đến nay đạt hơn 62 triệu đồng một lượng đã liên tục lao dốc. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo nhà đầu tư nhỏ lẻ cần thận trọng khi quyết định lướt sóng trong giai đoạn vàng liên tục rớt giá và có khả năng vẫn tiếp tục đà giảm. Còn đầu tư lâu dài thì có thể trông chờ vào việc giá sẽ còn tăng thêm. Trưa ngày 12 tháng 8, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh khi bị điều chỉnh về vùng 1.887 đô la Mỹ một ounce. Đà giảm nhanh kéo giá vàng miếng trong nước xuống sâu. Tập đoàn Doji điều chỉnh giá mua vào xuống 48,9 triệu đồng và bán ra 52,5 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý SJC mua vào 47,42 triệu đồng và bán ra 51,37 triệu đồng một lượng, lần lượt mất 6,16 triệu đồng và 4,11 triệu đồng so với trước giờ mở cửa. Trước đó lúc 9 giờ khi mở cửa, các doanh nghiệp lớn như Doji, SJC cũng đã giảm gần 4 triệu đồng giá mua vào và bán ra. Khi thị trường giảm sâu, các doanh nghiệp vàng chủ động đẩy giá mua vào thấp để phòng ngừa rủi ro cho mình. Đại diện công ty SJC cho biết, người bán ra rất nhiều trong khi người can đảm mua vàng ở thời điểm này rất ít. Không chỉ người đầu tư nhỏ lẻ mà cả những người đầu tư lớn cũng bán ra khi thấy giá vàng giảm mạnh. Theo các chuyên gia, khi vàng thế giới giảm, nhà đầu tư trong nước sẽ có tâm lý vàng đang thoái trào sau phiên tăng mạnh. Tâm lý đang trên đỉnh rồi tụt xuống, ai cũng sợ ôm lỗ nên phải tranh thủ bán, càng kéo giá vàng giảm sâu. Các chuyên gia cũng cho rằng giá vàng giảm trong những phiên gần đây không mang tính nhất thời mà đang bước vào chu kỳ đảo chiều. Theo các chuyên gia, bóng ma của năm 2011 đang lặp lại khi giá vàng miếng SJC lao từ đỉnh 49 triệu đồng xuống dưới 35 triệu đồng một lượng. Nhiều người giữ vàng chần chừ không bán ra ở thời điểm đó đã ôm suốt gần 10 năm qua. Do vậy, khi giá vàng đảo chiều từ ngưỡng trên 62 triệu đồng một lượng, nhiều người đã vội đi bán để chốt lời hoặc cắt lỗ. Và điều này cũng khiến cho các công ty vàng cạn nguồn tiền mặt và liên tục phải giảm giá mua, có thời điểm về mức 53 triệu đồng một lượng. Với những người đầu tư nhỏ lẻ đang chờ giá xuống để mua vào, các chuyên gia cho rằng cuộc chơi vàng hiện nay quá rủi ro và không dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Do vậy, người dân cần phải cẩn trọng khi quyết định mua hay bán. Vâng, đà tăng của vàng được cho là sẽ hạ nhiệt trong quý 3 của năm 2020, nhưng vẫn giữ giá trị và thanh khoản cao. Thực tế cho thấy là sự bất ổn về kinh tế là nguyên nhân khiến cho các nhà đầu tư trú ẩn vào vàng, khiến nhu cầu về vàng tăng, đẩy giá vàng tăng lên. Đồng thời cũng do dịch bệnh, chính phủ và ngân hàng trung ương nhiều nước đưa ra những gói kích thích kinh tế rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến cho lợi nhuận từ trái phiếu chính phủ ngày càng giảm. Theo giới chuyên gia, trong thời gian tới thì nhiều nền kinh tế sẽ hạ lãi suất thấp hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 còn hoành hành. Điều này sẽ khiến cho nhu cầu tích trữ những tài sản mang tính phòng thủ như vàng